Dạ em xin kính chào cô chú anh chị các bạn đang xem kênh channel Hoa Sen in Canada của mình. Thì một chút tâm sự với mọi người có thấy không, hoa chạng, cái lá chạng nguyên á. Thì bữa nay cũng sắp Noel rồi đó, Christmas tới là tháng sau rồi, cho nên là khắp nơi ở Canada là họ bày những cái đồ decor ra để cho người ta mua về, người ta trang trí nhà cửa này nọ đó. Thì mình đây là ở dưới cái basement nhà mình á, thì mình cũng đây là cái nơi mà mình làm việc và cũng là để record những cái video để nói chuyện với mọi người. Thì đây là cái Christmas thứ hai của gia đình mình ở Canada. Thì nhiều tâm trạng thì cũng có, nhưng mà thực ra thì cũng cuộc sống nó cũng đâu vô đó cũng khá ổn định rồi. Thì chia sẻ với mọi người á, cái tâm trạng mà khi mà mình qua đây ha. Cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, là mình nói về cái những cái khó khăn của người Việt mình khi mà mới qua Canada, và đặc biệt là những người phụ nữ thì gặp những cái khó khăn gì. Thì nói chung là cũng ai cũng nói rồi, ai cũng biết rồi, là cái khó khăn đầu tiên á, thì là cái việc ngôn ngữ. Ở đây thì sử dụng từ tiếng Anh. Không có giống như những cái bang không giống như cái bang Quebec á, là họ nói tiếng Pháp. Thì ở đây là chỉ nói tiếng Anh thôi, cũng nói chung tiếng Anh thì mọi người biết rồi, là nó cũng rất khá là một cái ngôn ngữ toàn cầu, cũng khá phổ biến rồi. Thì nói chung là dân thì tứ xứ khắp nơi, không phải là dân ở châu Âu, cũng không có phải hẳn là toàn bộ dân châu Á, mà rất là nhiều quốc gia, nhiều cái dân tộc thì tất cả đều dùng tiếng Anh ở đây hết. Nhưng mà nói chung á, là cái tiếng Anh ở đây thì nó cũng không phải là cái gì đó nó quá cao siêu để mà mình không có hiểu. Nhưng mà giống như người ta sống ở đây lâu á, thì người ta sẽ dùng những cái từ mà khi mà mình ở Việt Nam mình học á, thì thầy cô bên đó dạy cho mình á, thì lại không có dạy những cái từ đó. Tức là tiếng Anh nó có rất là nhiều từ mà dịch ra tiếng Việt thì nó cùng cái nghĩa đó, nó cùng cái ngữ cảnh đó. Nhưng mà ở bên này người ta dùng, người ta chọn dùng cái đó chứ người ta không dùng cái từ kia. Thành ra khi mà ai mà học tiếng Anh ở Việt Nam rồi ha, dù là có rất là giỏi rồi, nhưng mà qua bên đây nó cũng sẽ có những cái khó khăn về mặt ngôn ngữ, về mặt đi ra xã hội, đi ra ngoài đường là giao tiếp bằng tiếng Anh không. Thì có những từ như mình, ví dụ mình muốn diễn đạt ra cái từ đó thì là mình dùng cái từ khác, mà bên này người ta dùng cái từ khác đó. Thành ra là khi mình diễn đạt ra thì người ta cũng không hiểu, mà người ta nói thì mình cũng không hiểu. Tuy là mình là người biết tiếng Anh đó mọi người, chứ không phải là không biết ha. Thì thực ra mình cũng giao tiếp bằng tiếng Anh với chồng, với lại ở nhà thì cũng khá nhiều đó. Mà mình qua đây có những cái từ á, như là chồng mình cũng nói bên Việt Nam thì mình cũng biết rồi một số từ rồi, nhưng mà mình qua đây mình cũng phải học thêm. Thì cái đó là cái cản trở đầu tiên, là cái ngôn ngữ. Đây là mình nói với những người mà đã có học tiếng Anh rồi nha, mà vẫn phải gặp những cái sự khó khăn nữa. Đừng nói chi mà mình không biết tiếng Anh thì đó là một cái challenge, một cái thử thách rất là lớn đó. Cho nên là ngôn ngữ lúc nào cũng là một cái khó cho những người mới qua đây. Cái thứ hai về mặt văn hóa ở đây thì cũng khá là khác. Ví dụ như là văn hóa ở đây thì họ sẽ chờ, họ cái văn hóa họ chờ đợi và xếp hàng. Ở Việt Nam mình thì hay vội vàng lắm, thành ra là mình hay thích nó nhanh, nhưng mà đây không có, cái đi tới đâu cũng phải theo tới lượt hết, chứ mình không thể nào mình hối người ta được hết. Và ở Việt Nam thì còn ví dụ như có tiền thì nhanh, hoặc là ưu tiên hay cái gì, ở đây thì chủ yếu là xếp hàng. Cái văn hóa xếp hàng nó rất là phổ biến luôn, và mình phải tập cho mình cái tính chờ đợi. Đó là về mặt văn hóa. Và ra đường thì câu xin lỗi với cảm ơn nó lúc nào cũng ở trên miệng hết mọi người. Nhiều khi mình cảm thấy nó quá như người Việt mình thì sống thật giống như là thật tâm. Mình cảm thấy mình có lỗi thì mình mới xin lỗi, đúng không mọi người? Còn mình cảm thấy biết ơn thì mình sẽ nói cảm ơn. Còn ở đây hai cái câu đó nó giống như là đại trà bình thường ra ngoài đường luôn vậy đó. Sorry, thank you, sorry, thank you. Nhiều khi mình đi ra siêu thị cái là đẩy cái xe thì mém đụng ta thôi cũng sorry. Cái kiểu vậy, mà người ta cũng vậy nữa. Người ta đối mình, người ta nhiều khi chút xíu gì đó thôi người ta cũng sorry, thank you. Đó, cho nên là cái văn hóa nó cũng hơi khác chút xíu. Rồi còn nhiều cái nữa thì... nhiều khi mình thấy họ ở Việt Nam mình hay chào hỏi nhau ha, ra đường thì hay ý là một chút, nếu mà chào hỏi nhiều quá thành nó soi mói, nay mày sao mày làm cái gì rồi ha, lương mày nhiêu, mà đây không có vậy, ở đây người ta không có hỏi như vậy đâu mọi người, không có ai hỏi vậy là mất lịch sự.
không có hỏi cái kiểu như vậy đâu. Ai Việt nào người ta tôn trọng cái cá nhân, ăn mặc cũng vậy đó. Ví dụ ở Việt Nam là sao hôm nay mập quá béo quá, mà cái chuyện mập béo bên này nó kỳ kinh khủng. Người Canada thì họ ăn đồ ngọt, ăn đồ béo. Nhưng mà hồi đó chồng mình có nói mình đó, là em không có được nói ai mập, từ phát á, không có được nói ai mập, mập là người ta sẽ bị xúc phạm ghê gớm. Trong khi ở Việt Nam mình thì mọi người biết rồi, mình gặp nhau trời ơi sao giờ này mập quá vậy, sao mập quá, sao giờ này ốm nhem nhách, ví dụ vậy. Bạn bè thân ở bên này là không có được quyền luôn á, mọi người không có được cái chuyện đó luôn. Cho nên nhiều khi vô tình á, mình thì chưa có bị, tại vì thực ra thì mình cũng học văn hóa từ chồng mình. Nhưng mà nhiều người á là mình vô tư mà mình hỏi những cái câu mà cảm thấy người kia người ta cảm thấy người ta rất là bức xúc luôn đó. Đó, về mặt văn hóa nó có rất là nhiều cái nó rất là bình thường, nhưng mà tại vì mình chưa quen thì đó là trở thành những cái rào cản giao tiếp của mình. Việc thứ ba là cái việc giao thông và chạy xe. Thì ở bên này mình nói rồi, ai có điều kiện ở Việt Nam thì mình cứ học lái xe trước thì qua bên đây mình không có bỡ ngỡ. Nhưng mà cái luật ở bên này, cái lái xe luật bên này nó rất là khác. Đó, cũng là một cái kỹ năng lái xe, rẽ trái rẽ phải, tăng tốc cái gì đó, lên dốc hoặc là xuống dốc. Nhưng mà cái những cái sign, những cái biển hiệu ở bên này nó sẽ khác ở bên Việt Nam mình. Mình phải học cách nhường, ví dụ như tới cái ngã tư đó ai nhường ai, rồi ai đi trước ai đi sau. Tại vì có những cái ngã tư, có những cái giao lộ không có biển báo luôn, thành ra là mình phải tự biết lượt của mình là lượt ở đâu. Nó không có đèn, nói chung là nó không có đèn luôn, thì mình phải coi cái bảng stop sign á, hoặc là 3-way stop, 4-way stop để mình biết được mình là người đi trước hay ai là người đi trước. Tại vì bốn người cùng dừng thì bây giờ ai đi trước là cái phải biết. Rồi tự nhiên mình nhóm lên, người kia cũng nhóm lên là sẽ có accident. Đó là cái những cái về giao thông. Mà bên này á, thì là đường xá rất là lớn, rất là rộng. Riêng mình không biết những thành phố khác, nhưng mà riêng Calgary là thành phố rất là lớn mọi người. Cho nên là nó rộng dữ lắm. Ví dụ mình đi từ cái chỗ này qua chỗ kia ha, cứ gọi là hai cái phường đi, bên này nó gọi là community. Nhưng mà ở Việt Nam mình gọi nôm na là hai cái phường đi. Hai cái phường thôi, mình phải đi mấy cây số mới tới. Và ví dụ như nhà mình ở đây á, thì là đằng trước có siêu thị, có convenience shop, có restaurant khắp rồi thì không nói. Nhưng mà mình ở những cái khu vực mà nó quy hoạch là khu dân cư đó, thì là mình sẽ phải đi để mua đồ. Mà trời thì ngoài thì lạnh ha, lúc âm độ này thì không thể nào có chiếc không mà không đi xe hơi. Cho nên lái xe cũng là một cái trở ngại khi mà người mới sang đây ha. Khi mình không có chiếc xe, mình phải đi phương tiện công cộng đó, thì cũng có bus và cũng có C-Train. Nhưng mà C-Train đó là nhà nào gần thì đỡ, nhưng mà nhà nào xa là phải đi xe buýt từ cái trạm xe buýt mà đi ra cái đường lớn thì mới có C-Train. Tại vì C-Train thường nó nằm ở đường lớn không à, thì làm sao mà mình đi ra ngay đó được, thì là phải bắt xe bus. Mà C-Train 10 phút mới có một chuyến, còn bus là 20 phút mới có một chuyến xe bus cho tới nửa tiếng. Cho nên chờ bus rất là lâu, mà bên này trời thì lạnh, chờ không có được. Nói chung là chỉ phù hợp với những người bạn mà sinh viên hoặc là những người độc thân thôi. Mình đi mình tiện lợi ha, đi đâu cũng tiện, đi bộ được và đi những cái phương tiện nó được. Nhưng mà có con nhỏ, có gia đình rồi, không có cách nào mà không có chiếc xe nha mọi người. Phải có chiếc xe, còn không có chiếc xe là không có làm cái gì được ở đây hết. Đó là điểm thứ ba. Mà cái trở ngại khi mà mình qua đây là mình gặp những cái khó khăn đó. Cái điểm thứ tư nữa là cái điểm mà đi xin việc làm. Thì mình có nói những cái ngành nghề mà rất là hot ở bên Canada này mà kiếm rất là nhiều tiền là những ngành IT, những ngành bác sĩ và những ngành mà về kỹ thuật đó. Thì là những ngành đó là đòi hỏi với cái trình độ học vấn cao. Nhưng mà những cái bằng cấp ở Việt Nam của mình nó qua bên này chỉ có một số môn á, là được cái tổ chức, một cái tổ chức đó, họ đứng ra là họ công nhận là nó là mình được pass cái chuyện đó thôi. Còn ngoài ra là bằng cấp ở Việt Nam ở bên này nó không có chấp nhận, họ không có công nhận. Mà bên này á, đi xin việc làm á, cái điều quan trọng lắm nhất luôn là kinh nghiệm. Và kinh nghiệm phải là kinh nghiệm ở Canada. Để làm chi? Tại vì bên này mỗi lần họ thuê mướn nhân công á, nhân viên á, tuyển nhân viên là họ sẽ phải gọi điện, họ check luôn cả cái history của mình ở cái công ty cũ. Nếu mình làm ở Việt Nam thì họ cũng chẳng biết để mà check cái chuyện đó. Trừ khi là mình rất là đặc biệt luôn, làm cho chính phủ hoặc là mình làm cho những cái tổ chức mà nổi tiếng họ có thể check được. Còn ngoài ra những cái bình thường á, rất là khó luôn. Đó, đối với bộ phận những cái người mà lớn như là mình rồi, cỡ 40 tuổi rồi, thì qua bên này cái cơ hội đi xin việc làm nó rất là khó luôn mọi người. Rất là khó tìm. Tại vì
Thứ nhất là ngay cả bác sĩ, những cái anh bác sĩ bạn mình ở bên Việt Nam thì mình cũng làm trong ngành y đó, thành ra những cái anh bác sĩ ở Việt Nam anh cũng có nói với mình anh cũng muốn cho đi qua nước ngoài và cho con anh học, nhưng mà về cái ngôn ngữ, tại vì bác sĩ là người ta phải biết tiếng Anh rồi, nhưng mà để mình giao tiếp hàng ngày để mà nói chuyện bằng cái tiếng Anh thì họ cảm thấy đó là một cái rào cản. Thì qua bên này thì những cái ngành đặc biệt đó rất là khó, rất là ít người có thể là đạt được, trừ khi là các bạn bắt đầu học lại từ đầu. Mà như mà mình ví dụ 40 tuổi rồi mình đi học lại đại học thì 4 năm 5 năm rất là lâu hả mọi người. Và trước khi đi học đại học thì mình cũng phải học những cái môn, ví dụ môn nền tảng của ví dụ tiếng Anh là phải có này nè, còn những cái môn nền tảng của cái môn đó nữa. Cho nên là nó là một cái sự thử thách đối với những cái người đang ở Việt Nam có một cái cuộc sống ổn định rồi, thì qua bên này làm lại từ đầu nó rất là khó luôn đó. Còn đó là những cái ngành mà mình nói là ở bên này trả lương cao và rất là cần người luôn. Canada là một nước rất là tận, đất thì rộng người thì thưa, cho nên họ rất là cần người. Nhưng mà cần người ở đây không có nghĩa là ai họ cũng nhận, ai họ cũng quơ vô, mà cần ở đây là cần những người mà đạt đúng cái tiêu chuẩn của họ, mà tiêu chuẩn của họ thì cũng khá cao đó mọi người, cũng khá là cao luôn đó, lúc nào cũng đòi kinh nghiệm hết á. À, ngoài ra thì nếu mà không đi những cái ngành nghề đó thì có những cái ngành rất là dễ xin việc ở bên này, như ngành nails, ngành làm nhà hàng và ngành làm hãng xưởng. Thì ba cái ngành đó là ba cái ngành rất là dễ tìm việc ở bên ở bên Canada. Thì là các bạn có thể apply hoặc là mình có thể xin việc một cách dễ dàng. Thì những cái việc đó có thể là sẽ không có cần tiếng Anh nếu mình làm cho người Việt ha, ví dụ tiệm người Việt, nhà hàng Việt Nam hoặc là hãng xưởng thì làm dạng chân tay thôi, hoặc là vào bếp làm phụ bếp các thứ thì mình cũng không có cần tiếng Anh. Thì cho nên là người Việt, phụ nữ Việt đa số qua đây thì họ sẽ catch, họ sẽ xin vào những cái nơi đó họ làm thì sẽ dễ có việc làm ha, và lương thì cũng ok. Nhưng mà về môi trường làm việc đó, thì nếu mà những cái người ở bên Việt Nam làm những cái môi trường về giấy tờ, sổ sách, văn phòng rồi thì bây giờ qua làm chân tay như thế thì mọi người nên cân nhắc ha. Tại vì ở đâu cũng vậy, Canada cũng không phải là Canada với Việt Nam thì không có nơi nào là nơi hoàn hảo, mà cũng không có nơi nào là nơi tệ nhất. Cho nên ở đâu nó cũng sẽ có cái này cái kia, cho nên mọi người phải chuẩn bị cái tinh thần là đừng nghĩ là Canada là một cái nơi thiên đường, tới là cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng tốt. Thì cái điều đó là khi mọi người sang bên này mọi người sẽ bị sốc. Thì nên chuẩn bị tinh thần là tâm lý ha, là ở đâu thì cũng sẽ có cái này cái khác, cũng sẽ có những cái khó khăn, và không có khó khăn nào nó giống với khó khăn nào hết. Thì đối với những người mà ở Việt Nam mình đang kiếm được cái tiền dễ dàng từ cái việc rất là nhẹ nhàng văn phòng hoặc là kinh doanh hay cái gì, thì qua bên này mình sẽ phải khởi đầu từ đầu, trừ khi mình chấp nhận mình buông bỏ hết và mình làm lại từ đầu. Thì một là mình đi học, hai là mình xin vào những cái làm cái việc chân tay, coi như đầu óc mình coi như là quên luôn, coi như những cái gì mình học hành ở Việt Nam ha thì là mình quên để mình làm cái việc chân tay thôi, thì sẽ dễ dàng với mọi người hơn. Thì một cái khó khăn nhỏ đối với riêng với những người phụ nữ ở bên này, đàn ông thì cũng có, nhưng mà phụ nữ thì mình nói đa số, tại vì mình là một người phụ nữ, mình có 2 đứa con, thành ra mình hiểu được cái sự khó khăn của người phụ nữ. Thì ở Việt Nam thì thường là phụ nữ Việt Nam mình hay quán xuyến chuyện nhà đó, con cái đi học đi hành ăn uống trong gia đình, thì qua bên đây mình sẽ gặp những cái khó khăn rất là nhiều lần so với Việt Nam. Ví dụ như là ở trường họ sẽ không có phục vụ ăn trưa cho các bé, không có ăn sáng, không có ăn trưa luôn mọi người, tất cả nhà phải tự hết. Cho nên để một cái người phụ nữ mà sáng mà dậy mà đi làm á, thì là sáng phải dậy rất là sớm để chi nấu ăn sáng cho con nè, xong là phải đem nấu phần ăn trưa bỏ vào những cái hộp lunchbox á, để cho con mang đến trường ăn trưa ở trường. Tại vì trường đây hoàn toàn họ không có phục vụ ăn. Những cái trường cấp 3 ha thì họ có những cái xe là bánh mì á, thì họ sẽ lâu lâu họ sẽ vô họ sẽ hỏi bé nào chưa không có đồ ăn á, thì họ cho. Đó là của những cái dạng như là food bank hoặc là của cái những cái kiểu như là charity á, từ thiện á, thì họ sẽ đem tới trường hợp phát những cái phần đó cho các học sinh. Nhưng mà mình là người Việt Nam, con mình cũng ăn đồ Việt Nam thì nó cũng quen rồi. Ví dụ một tuần cho nó ăn 1-2 ngày đồ Tây thôi, còn lại nó cũng đòi ăn đồ Việt à. Đó thì là người phụ nữ Việt Nam mình nó rất qua mình, nó có những cái khó khăn đó. Mình phải nấu ăn buổi sáng đó mọi người, và đem đi ăn trưa, rồi chiều đi làm về một cái đường thì nó cũng xa, chứ nó không phải là gần 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 như ở Việt Nam. Còn hàng quán thì chẳng lẽ ngày nào cũng ra nhà hàng thì tiền chịu sao nổi. Với lại bên này nấu ăn cái kiểu như mình có chia sẻ lúc trước, cái vlog trước, là khẩu vị bên này nó sẽ khác,
nó không có giống, thành ra là mình ăn ngoài mình cũng cảm thấy nó không có ngon, nên là tất cả phải nấu ăn ở nhà hết. Đó thì rất là vất vả cái chuyện nấu ăn đối với người phụ nữ luôn đó mọi người. Đó thì không mà không có tiện lợi, ví dụ ở Việt Nam mình sáng mình, con mình dậy mình chở mình tắp qua một cái mình mua đồ ăn sáng cho nó đem đi học, hoặc là tới trường trường nó phục vụ luôn mà mình ăn ký cái cho nó ăn. Thì cái đó là một cái cực, nhưng mà được đổi lại là cái sự an toàn, thì mình làm ra những cái món ăn cho con mình yên tâm và mình cũng thấy an toàn. Đó là bên này thì cái cộng đồng người Việt Nam ở Calgary này cũng không phải là lớn cũng không phải là nhỏ, so với những cộng đồng khác thì cộng đồng Việt Nam mình không có là bao. Tuy nhiên là mình cũng nó rất là tiện lợi, tại vì có những cái chợ Việt Nam, có những cái siêu thị châu Á thì mình có thể mua đồ để mình nấu đồ Việt Nam ở đây một cách dễ dàng. Nói chung là mình không biết phải nói như thế nào, nhưng mà để qua đây á, để mà kết bạn hoặc là để mà giao lưu như ở Việt Nam thì nó không có dễ như ở Việt Nam mọi người. Ở Việt Nam mọi người có thể đi cà phê hoặc là mọi người vào một cái câu lạc bộ cái gì đó, mọi người có thể làm bạn kết bạn là có bạn được ngay, hoặc là đi học cái gì đó nó dễ dàng lắm, mọi thứ nó trở nên rất là dễ dàng, tại vì cái văn hóa, cái sinh hoạt hàng ngày của mình nó là open, nó mở ra, thành ra là mình rất là dễ có những cái mối quan hệ xã hội. Còn ở đây như mình đi tập yoga cũng vậy, tập xong là mọi người đi về, không có ngồi lại nói chuyện, cũng ví dụ tới sớm thì cũng là chỉ ngồi thiền hoặc là thư giãn thôi, chứ chẳng có ai nói chuyện với ai, nói vậy chào hỏi thôi, chứ nó, cái xã hội đó, nó làm cho cái guồng máy của con người lúc nào cũng phải bận rộn đó mọi người. Đi làm về là về nhà chăm sóc gia đình, thành ra là rất là bận rộn, không có cái thời gian để mà giao lưu với ai hết. Đó, thành ra là cái để mà kết bạn ở Canada này á, thì mình thấy cũng hơi khó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những cái người qua bên nước Canada này thì là mình không biết ha, nhưng mình thấy là có những cái hội Việt Nam ở những cái thành phố khác, nhưng mà riêng đối với mình như ở Calgary này thì cũng có những cái hội người Việt, nhưng mà sao mình thấy họ hoạt động không có được gọi là họ hoạt động không có được liên tục á, thành ra là cái sự kết nối nó cũng không có nhiều. Đó, như mình thấy ở bên Toronto hoặc là bên Saskatchewan rồi đó, thì cái hội người Việt thì cũng có gặp nhau rồi tụ tập này kia, bên này sau mình thấy rất là ít. Đó, nói chung là chỉ một hai người chờ gặp nhau rồi chơi thôi. Cái mối quan hệ bạn bè đó thì là bên này mọi người biết rồi, ai qua cũng vậy ha. Người giàu thì có cái khó khăn của người giàu, còn người nghèo thì có cái khó khăn của người nghèo. Tất nhiên là người không có tiền thì sẽ khó khăn gấp đôi, tại vì họ phải lo cái chuyện kinh tế nữa. Còn người giàu thì họ những có khó khăn khác, là làm sao mà hòa nhập được cái cuộc sống, làm sao để cho cái cuộc sống nó sung sướng, nó nhanh chóng, nó ổn định như là lúc mình còn ở Việt Nam. Đó thì là ai cũng có cái khó khăn, thành ra là khi mà mới đầu qua bên này thì là ví dụ những cái người đó cùng gặp nhau đi thì họ sẽ chia sẻ với nhau, nhưng mà khi mà có một người nào đó mà họ ổn định được trước rồi thì cái người kia thì cảm thấy mình không hiểu ha, nhưng mà mình đã từng chứng kiến luôn, thì là họ rất là gọi là sao ta, họ rất là có cái tính cạnh tranh đó mọi người, có cái cạnh tranh đó là rất là khó làm bạn kết bạn, khó chơi lắm, thực sự là rất là khó chơi. Nói chung là nhiều người thì mình không muốn nói xấu ai, nhưng mà có những người họ không, cái tâm họ không có thực sự là tốt đâu, tại vì khi mà mình qua đây mới rồi mình có những cái bỡ ngỡ mình có, thì cái lúc đó tâm lý của mình nó không có ổn định chút nào hết, nó không hề ổn định, thì lúc đó rất là cần cái sự chia sẻ. Và vô tình những cái chia sẻ đó, nếu bạn gặp được những cái chia sẻ tốt, bạn gặp được cái quan tâm tốt thì bạn sẽ tốt, bạn sẽ không ảnh hưởng gì cuộc sống mà giúp bạn tốt hơn. Nhưng mà nếu bạn xui mà bạn gặp được những cái góp ý, những cái lời kiểu như là khuyên á, mà xấu từ những cái người mà họ không có cái tâm á, thì rất là nguy hiểm, thực sự rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là mình đã, nói chung là mình cũng có kinh nghiệm với một hai người á, thì mình cảm thấy mình cũng thu hẹp cái sự cởi mở của mình hơn. Đó, nói chung là sau những cái việc như vậy thì học ra được một cái bài học, học ra được cái bài học là thôi mình cứ theo cái văn hóa bên này từ từ, nếu mình cảm thấy từ từ ha, chứ đừng có vội vã, từ từ sẽ có bạn, chứ đừng có vội vàng qua đây là phải có bạn, chứ không nó buồn mà là vô tình mình gặp đúng cái người mà họ không phải là cái người bạn thật sự, thì họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên rất là nguy hiểm cho cái cuộc đời của bạn luôn. Đó, thật sự là như vậy. Và mình thấy được ha, khi mình qua đây mình cứ tưởng tượng trong đầu mình là ai qua đây cũng tốt, nhưng mà không phải nha mọi người.
lừa đảo rất là nhiều luôn, thật sự luôn, rất là nhiều người lừa đảo mà người Việt với nhau không đó. Tại vì sao? Qua đây thứ nhất là về ngôn ngữ thì mình không có rành, thành ra là cứ gặp người Việt là thấy dễ dàng để mà mình giao tiếp, để mà mình tin cậy, để mình nói chuyện. Thành ra là mình thấy trên hội nhóm đồ họ cũng đăng nào là lừa nhau ha, làm realtor tức là làm người người môi giới nhà đất đó, thì sẽ lừa người Việt với nhau, lừa lẫn nhau, tức là thì chị mua cái nhà đó đi thì tôi lo cái ngân hàng, vay ngân hàng cho chị, xong cái đặt cọc, xong cái phủi tay không có lo nữa. Thế là người ta điêu đứng luôn, phải đi vay nóng ở bên ngoài là vay chợ đen á, giống như mình nói là bữa trước cái lốc kia là lên A, lên B, lên C đó, là cái lãi suất nó tăng rất là nhiều luôn so với cái là ngân hàng lên A, có nghĩa là nhà nước. Cho nên là lừa nhau ở cái chuyện đó ha. Thực ra người ta lừa nhưng mà người ta rất là hợp pháp luôn mọi người, chứ không phải là không ai bắt họ được hết trơn. Tại vì cái đó chỉ là lời hứa thôi. Còn người Việt mình cứ tin nhau ha, cứ tin lẫn nhau thôi. Ok thôi, gặp người Việt là mừng mà, tại vì mình qua bên này xung quanh nó lạ, đủ thứ lạ hết. Toàn là người Tây mà người 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 khác cái quốc gia mình không phải là người Việt, mà mình giờ mình gặp được một cái người Việt mình mừng lắm chứ mọi người. Ở mình thì mình chưa có gặp cái đó, nhưng mà mình nghe thấy rất là nhiều cái câu chuyện rất là buồn luôn á mọi người. Tại vì toàn những người Việt mới qua đây mà gặp những cái người Việt ở lâu ở đây á, bắt đầu họ họ không phải là ai cũng tốt với mình đâu. Nếu mà hên thì mọi người gặp được những người tốt, họ rất giúp đỡ rất là nhiều. Như mình cũng may mắn mình gặp được một hai người lớn tuổi người Việt ở đây đó, họ cũng giúp đỡ rất là nhiều luôn. Ví dụ cần cái gì hỏi người ta chỉ ha, hoặc là có cái việc gì cái hỏi người ta khuyên, người ta giúp, người ta chỉ, người ta nói là phải dạy nên dạy đó. Nhưng mà mình cũng mặt khác là những cái người ở trên mình đọc được đó, thì họ cũng bị lừa đảo rất là nhiều bởi những cái người Việt với nhau luôn. Thì mình thì chỉ có kinh nghiệm là chơi một số người bạn nó không có đúng theo nó chơi một số người bạn thì họ không có cái tâm với mình, thành ra là mình giờ mình cũng rất là khép kín trong cái chuyện đó, mình rất là e dè luôn. Thì mình đó, sau mình đúc kết ra như vậy đó mọi người, đừng quá tin, đừng quá ảo mộng ở một cái đất nước mà cái gì nó cũng là màu hồng hết nha mọi người. Tại vì tuyệt đối luôn là mình luôn phải sáng suốt. Thứ nhất là mình qua bên này á, thì mình phải có một cái đầu sáng suốt để mà nhận ra được mối quan hệ nào, và mình nhận ra được mà mình tất cả là đứng nên đứng bằng đôi chân, thì mình sẽ không có sợ bị người khác lừa đâu mọi người. Tại vì ngay cái vấn đề mình nói tại sao mà không mình không có nói, mình không có dám nói là những cái người mà bị lừa là những người không đứng bằng đôi chân. Nhưng mà vì ví dụ như vậy, nếu mà bạn chịu tìm hiểu ha, thì bạn đi tới công ty Tây thì cái gì, hoặc là những cái công ty mà nó có cái pháp nhân đàng hoàng đó, thì bạn sẽ không có bị lừa. Ví dụ như sửa nhà mua cái nhà sửa thì bạn cứ đi thẳng vào cái công ty đi, một cái công ty uy tín đàng hoàng, người ta có hợp đồng đàng hoàng ha, giá cả đàng hoàng. Thì cái chuyện đó có pháp luật bảo vệ là bạn không có sợ, có gì là bạn ra luật sư bạn thưa, thì là người ta cũng sợ lắm. Với lại những cái ở bên này công ty để mà lấy được cái license mở công ty nó rất là cực, cho nên không ai dám đụng tới, không ai dám làm bậy hết á. Nhưng mà vì là bạn thứ nhất là bạn muốn tiết kiệm, bạn muốn rẻ thì bạn đi hỏi những cái người, thứ hai là bạn không có muốn nói chuyện tiếng Anh, bạn gặp người Việt là bạn mừng, hoặc là cái văn hóa mình, cái cách mình làm việc với nhau mình thích đó, thì là tự nhiên là bạn sẽ đưa tự bạn đưa bạn vô những cái việc rất là khổ luôn. Như là như mình mua căn nhà thì mình cũng lên trên tìm hiểu website, là mình liên hệ trực tiếp với cái công ty đó, và cái người môi giới cũng là người Tây thôi. Mình thấy mọi việc nó đều là giấy tờ hết à, mình không có cần cái gì hết, không có cần việc người Việt để mà giúp cái chuyện đó. Tại vì mình là cái người đi mua nhà, là mình là cái người có tiền, là mình phải được quyết định, chứ mình không để cho người ta dẫn dắt mình được. Thứ hai là sửa nhà mà cũng vậy, mình thấy quá trời người luôn là lên trên đó nói là bị lừa, là đầu tiên là nhận cái bao nhiêu đó tiền rồi đưa tiền cọc, xong rồi tới làm như là ha con nít làm vậy đó, bày bôi vẽ ra nó không ra cái gì, thì người ta muốn chấm dứt, người ta không làm nữa thì là không có lấy lại được cái tiền cọc. Mà cái tiền cọc đưa thì nó đã quá vượt quá cái công việc mà những cái người đó làm cho họ rồi. Trời ơi, ngày nào cũng thấy hết ha, lên kêu than hết á, thiệt tình mình thấy cũng buồn tại sao mình lại đối xử với nhau như vậy. Rồi rồi đó, mua nhà thì là rất là khổ luôn nha mọi người. Tại vì khi mà họ đã đặt cọc xuống cái nhà đó rồi á, mà tại vì đâu có ai muốn mất cọc đâu, là bên này luật nó ra luật nha, chứ không có nói cái gì một hai là thông cảm cho tôi trả lại cho tôi, không có đâu nha. Mất là mất đó, mất xong rồi không vay được cái ngân hàng, phải chạy qua cái ngân hàng tư nhân vay mà lãi suất cắt
cổ luôn, làm sao trả nổi. Mọi người thấy không, mà qua bên này bao nhiêu thứ khó khăn như thế mà gặp những cái chuyện như vậy nữa thì sao mà sống nổi. Cho nên lời khuyên của mình là mình nên sáng suốt ha, nhận định, đừng có tin tưởng một cái gì quá ghê gớm. Ở bên này thì cũng giống như những nước khác thôi, cũng giống như nơi khác, nơi nào nó cũng có cái này cái kia. Chứ đừng mơ ước là ở đây là một cái thiên đường mà tất cả những người sống ở đây đều là những người tử tế và những người tốt, những người sẵn sàng giúp đỡ. Nói chung là như vậy. Cũng có người, nhưng mà bạn phải đi tìm mới gặp nha. Hoặc là bạn may mắn bạn sẽ gặp những người đó, chứ không phải là không có nha. Có, theo mình nói là không có, nhưng mà nên sáng suốt để làm chi. Mình gặp ai mình cũng phải có cái đầu sáng suốt tỉnh táo để mình biết người đó là có thật sự là muốn giúp hay không. Tất cả thì mình nên tự chuẩn bị tinh thần là mình phải tự đi bằng đôi chân đó mọi người. Muốn mua cái gì, muốn họ hỏi cái gì thì mình tự mình tìm hiểu, mình tìm ra ha. Hoặc là mình hỏi người ta, nhưng mà đừng có dựa vô người ta, kêu người ta, nhờ người ta làm cái này cho mình, làm cái này cho khác. Nó rất là làm cái này cho mình, làm cái này cho dùm cho mình, làm cái này cho mình đi, hoặc là thế này khác thì nó khó lòng lắm mọi người. Thì vài điều tâm sự thôi, nói chung là cũng không có ý cái tiêu cực gì đâu, nhưng mà mình nên mình tại vì mình đã gặp rất là nhiều người như thế đó, mình không có muốn mọi người mà, tại vì cuộc sống nó quá nhiều những cái khó khăn ha, những cái thử thách để mình phải đối diện, mà bây giờ thêm những cái đó vô thì nó rất là khổ luôn, rất là stress thôi mọi người, nhất là người phụ nữ ha, rất là stress luôn, tại vì lo lắm, lo tại vì ở một cái đất nước không có gia đình, không có người thân ha. Rồi là ví dụ như ở Việt Nam thì nhờ ha, hoặc là ông bà nè, cô bác, anh chị ha, bạn bè có thể giúp đỡ nhau một cách dễ dàng. Nhưng bên này thì rất là khó. Bên này thì mọi người biết rồi đó, ai cũng bận, ai cũng lo kiếm tiền, ai cũng phải trả tiền bill, nó tiền chi phí này kia. Thì về cái mặt chi phí mình sẽ nói ở một cái clip khác nha mọi người. Thì cái chi phí vì sao mà nó làm nếu như cõng trên lưng, nó làm sao mà con người người ta bị stress như vậy, cái chi phí nó quá cao đi, cho nên người nào cũng phải lo trả bill, cho lo này lo cái kia, không có ai rảnh, không có ai mà đủ bao dung mà mở rộng vòng tay để mà cưu mang hoặc là giúp đỡ mình tất cả mọi thứ. Cho nên nên chuẩn bị tinh thần là mình phải làm hết, tự mình làm hết. Nhà nào có con nhỏ thì là vừa chi phí cho con đi học, vừa phải lo cho tụi nó ha, vừa lo cho con ăn uống chuyện ngủ, rồi trời lạnh, trời này kia, bệnh hoạn nữa, rất là nhiều thứ phải lo. Thôi đôi điều tâm sự ha, mong là mọi người enjoy với cái topic ngày hôm nay. Thì mình cũng muốn nói chuyện với mọi người thường xuyên đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì á thì mọi người có thể inbox cho mình ở Facebook Hoa Sen, thì mình sẽ trả lời mọi người, hoặc là mình sẽ gom lại nhiều câu hỏi, mình sẽ trở thành một cái topic để mình nói chuyện với mọi người. Nếu mọi người cảm thấy chia sẻ của mình hữu ích, xin bấm nút subscribe cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.